Dạ, xin chào bà con cô bác đến với kênh tiểu cảnh ống nhựa của em nha. Thì hôm nay cũng xin giới thiệu cái mẫu tiểu cảnh ống nhựa Bình Minh. Thì cái mẫu này vẫn như mấy cái mẫu cũ, thường thường những cái mẫu mà 5 người đến 6 người á, thì nó nằm cái khoảng là chiều dài 60, chiều cao cũng 60, còn chiều ngang á, thì nó 40. Mà cái mẫu này á, thì cái mép bên đây thì em làm một chiếc xuồng ha. Tại vì tùy theo quý khách á, có người thì thích xe đạp, có người thì thích chiếc xuồng, người thì nói chiếc xuồng cho nó hợp lý với ông câu cá, với ông nôm cá. Thì em những tiểu cảnh của em thì cũng làm theo yêu cầu ha. Hay thì chiếc xuồng thì nói vậy, ông chèo xuồng thì cái mẫu này thì 6 người thì ông chèo xuồng, một ông nôm cá, một ông câu cá ha. Bên đây thì vẫn như cũ, ông xe bột, ông giả gạo, mà ông cưa củi ha. Em làm cái cưa chà bá luôn. Thì cái kênh của em thì em có làm rất là nhiều cái những cái video hướng dẫn cho cô bác là làm thêm một cái để chơi á. Thì bà con cô bác nào muốn làm một cái để chơi thì kéo xuống cái mấy video em hướng dẫn á, bà con cô bác xem làm thêm một cái để chơi ha. Cái này thì hoạt động thì ông chèo xuồng đúng không, đó chèo vậy đó. Rồi để giờ em test cho bà con cô bác xem nha. Giờ đây thì mấy bên đây thì nó hoạt động như vậy nha. Thì thường những tiểu cảnh em thì tay chân đồ có thể dỡ lên để xuống được nha. Thì thường thường á, thì những cái mẫu mà có cái cối xe bột á, thì sử dụng bằng nước á, thì chia ra làm hai đầu. Em gửi cho một con cô bác một cái chữ T để chia ra hai đầu luôn. Một cái đầu thì ghim vô cái máy bơm, còn hai đầu thì chia ra một đầu lên guồng chính, một đầu cái cối xe bột. Thì nhựa thì thường thường nó nhẹ lắm con cô bác, thì nó lượng nước ít là nó hoạt động được à. Đó. Ok luôn. Thì cái màu sắc á, thì khi mà con cô bác mua á, thì em sẽ sơn theo ý ha. Còn nếu mà sơn theo ý em thì thường thường là em sơn như vậy đó. Em sơn người ta khác khác màu để cho nó hoạt động nó đẹp á. Thì cái kênh tiểu cảnh ống nhựa này thì bây giờ em không có làm về nhạc chế nữa nha. Thì bà con cô bác nếu mà nghe nhạc chế thì xin vào kênh Minh Tấn Bolero nha. Thì bà con cô bác nào muốn mua những tiểu cảnh của em thì liên hệ với em với số điện thoại em có để trên góc màn hình nha. Dạ, để em quay bên kia cho bác chị xem. Nó hơi tối mà con bác, tại vì ông trời ông chuyển mưa á. Ông đang chuyển mưa đang thui thì lùi à. À, cái ong xe bột á, thì khi mà em gửi cho bà con cô bác á, thì em test rất là kỹ rồi nha, rất là nhẹ. Nếu mà về bà con cô bác á, thì nào mà cái cối nó không có hoạt động á, thì em gửi cho bà con cô bác cái cách mà chỉnh cái cối á. Thì những sản phẩm em thì em làm hoàn toàn bằng ống nhựa Bình Minh nha bà con cô bác.
À, dạ rồi, nếu mà con cô bác xem video mà thấy hay hay á, thì nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ em cái nha. Thì em sẽ cũng thường xuyên qua làm những cái video hướng dẫn để gửi cho con cô bác, để cho con cô bác làm một cái theo một cái để chơi á. Còn nếu mà con cô bác nào muốn mua á, thì liên hệ với em cái số điện thoại em có để trên góc màn hình á. Cô bác chị kết bạn Zalo với em rồi vào cái Zalo của em xem mẫu nha. Rồi, video này cũng kết thúc. Cảm ơn con cô bác đã xem video ủng hộ nha. Dạ, tạm biệt. Bye.